Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn trở lại với một video mở hộp laptop ở trên kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ mở hộp một cái mẫu laptop đến từ Xiaomi. Đấy, Xiaomi thì bạn đã quá quen thuộc với rất là nhiều các sản phẩm công nghệ, ví dụ như là điện thoại này, rồi là máy tính bảng, máy lọc không khí, rồi là máy hút bụi các kiểu, đúng không ạ? Thế thì ngày hôm nay đây, chiếc Xiaomi Redmi Book 15 sẽ là cái phiên bản laptop mà mình sẽ mở hộp cho các bạn. Đây, cái vỏ hộp của nó cũng khá là đơn giản thôi. Đấy, nó sẽ có một số các cái thông số, ví dụ như là kích thước màn hình là 15,6 inch này, mình thấy cũng tương đối thoải mái cho chúng ta trong quá trình học tập hay là làm việc online. Đấy, chúng ta sẽ có một cái mẫu laptop mà với một cái bộ nhớ trong đọc ghi tốc độ cao. Đấy, 512GB nữa cơ. Có một cái độ mỏng rất là ấn tượng, rơi vào khoảng 19,9mm, nghĩa là mỏng dưới 2cm khi mà gập vào đấy. Tiếp tục nữa, chúng ta sẽ có 8GB RAM và một cái thời lượng pin dài mà theo công bố của nhà sản xuất chúng ta có thể sử dụng được trong tầm khoảng 8 tiếng đến 10 tiếng, kiểu như thế, nghĩa là thoải mái trong một ngày làm việc. Đấy, nhưng mà lát nữa thôi thì mình sẽ nói về những cái trải nghiệm của mình xoay quanh cái mẫu laptop này. Và khi mà mình kéo cái hộp này ra, đấy, thì đây chính là mẫu laptop của chúng ta, mẫu Redmi Book như này đây. Đấy, chủ yếu là mình để ý ở bên trong hộp nó sẽ có những gì thôi, thì mình chủ yếu để ý đến nhất là cái sạc này. Thì hơi đáng tiếc, cái sạc này nó lại không phải là sạc Type-C. Mình cần một cái sạc Type-C, một cái chuẩn mới bây giờ để chúng ta có thể sử dụng nó dễ dàng hơn, nó thoải mái hơn, đúng không ạ? Đấy, thì cái sạc này để mình xem nào. Sạc này sẽ là sạc 65W nhé các bạn nhé, 19,5V 3,33A, nghĩa là sạc 65W. Và cái sạc này thì nó sạc cho cái Redmi Book này khoảng 33 phút sẽ được 50% pin. Đây cũng là khá là nhanh đấy nhé các bạn nhé, nghĩa là tầm khoảng hơn tiếng thôi là sẽ đầy pin. Mình sẽ bỏ cái sạc này qua một bên. Đấy, còn đây là cái mẫu Redmi Book của chúng ta. Đầu tiên ấy là về khối lượng, thì cái mẫu Redmi Book này nó sẽ có một cái khối lượng, nó rơi vào khoảng 1,8 cân. 1,8 cân thì mình thấy là tương đối là vừa phải đối với cả một cái mẫu laptop có màn hình lên tới là 15,6 inch. Cá nhân mình thấy là tầm khoảng 11 đến 13 inch thì là bé này, 15,6 inch thì tầm khoảng dạng vừa, còn trên 17 inch thì nó là to. Thế hôm sau thì mình cũng sẽ có một cái video nói về một cái mẫu laptop có màn hình 17,3 inch cơ. Hôm sau thì mình sẽ nói sau, thì cái đó thì mình sẽ nói là màn hình to. Cầm lên nếu mà rõ ràng là so với cái laptop mà mình đang dùng bây giờ có 1,3 cân thôi thì mình cầm thực sự rất là đầm tay, nhưng mà cơ bản là màn hình của nó là 15,6 inch thì mình thấy là cũng hợp lý rồi. Thiết kế thì chỉ bằng nhựa đấy nhé các bạn nhé, nhựa chứ không phải là kim loại đâu. Đấy, nhưng mà với cái thiết kế bằng nhựa như này thì nó sẽ làm giảm bớt đi cái khối lượng của máy, cũng như là cái nhựa này thì nó là cái phần nhựa nhám và họ hoàn thiện nó tương đối là giống với kim loại. Nhìn xa thì về mặt thẩm mỹ thì mình thấy là không có vấn đề gì cả, về mặt thẩm mỹ trông vẫn khá là đẹp. Đấy, nhưng mà mặc dù đây là nhựa nhám nhưng nếu mà chúng ta sờ vào lâu ấy, thì nó vẫn sẽ để lại mồ hôi và dấu vân tay nhé. Tất nhiên nó sẽ không nhiều như là nhựa bóng đâu, nhưng mà nó sẽ vẫn để lại một chút đấy. Và trên này thì chúng ta sẽ có khắc cái dòng chữ Redmi ở đây, các nhìn thấy không ạ? Ok. Góc nghiêng thì mình thấy là tầm này chắc là tầm khoảng 135 độ. Nói chung là nghiêng về cơ bản là cũng khá là thoải mái đấy. Chúng ta sẽ xem là cái mẫu laptop này nó sẽ có những điểm gì nào. Đầu tiên ấy là mình sẽ cho các bạn xem luôn là về phần bàn phím đây. Thì mình thấy là về bàn phím thì cái cảm giác gõ ấn khá là sướng, không có điểm gì phải lăn tăn cả. Chỉ có mỗi một cái điểm là nó sẽ không có một cái bàn phím số phụ ở bên cạnh như này thôi, thì nó sẽ tương đối là bất tiện đối với những bạn nào mà các bạn làm kế toán này, chúng ta hay nhập liệu số vào đấy thì chúng ta sẽ cảm thấy bất tiện, chúng ta sẽ phải nhập dãy số theo hàng ngang như này thì nó sẽ cảm thấy hơi bất tiện một chút đấy. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ sử dụng các cái tác vụ thông thường thì mình nghĩ là cũng không quá quan trọng cái điều đấy. Nhưng mà tại vì ngày xưa mình học tài chính, mình cũng là dân kế toán mà, thành ra là có một cái bàn phím bên cạnh như này nó sẽ thuận tiện hơn trong cái công việc của mình. Cái phần touchpad ở đây thì rất là to, và mình thực sự ấn tượng với phần touchpad của Xiaomi khi mà họ làm này. Nó vô cùng mượt mà luôn các bạn ạ. Và cái touchpad này nó rất là nhạy, nó sử dụng rất là sướng luôn. Và cũng lâu lắm rồi mình mới có thể sử dụng một cái mẫu touchpad mà nó lại sướng như này. Bình thường touchpad ấy thì mình đánh giá cao nhất sẽ là MacBook sử dụng vô cùng nhạy luôn, sử dụng rất là sướng luôn. Và cũng hiếm có cái laptop Windows nào mà mình đánh giá cao về cái vấn đề về touchpad. Nhưng mà thực sự là cái mẫu laptop này mình đánh giá rất là cao về cái touchpad của nó, rất nhạy. Rồi tiếp tục là chúng ta sẽ đi đến các cái cạnh của máy thì sao? Ở xung quanh các cạnh máy này thì chúng ta sẽ nhìn thấy các cổng kết nối, ví dụ như là chúng ta sẽ có rắc cắm tai nghe 3.5 này, chúng ta sẽ có cổng USB này, rồi là khe cắm thẻ nhớ, cổng HDMI ở bên này, rồi là hai cái cổng USB bên này nữa, rồi là cổng sạc ở đây. Đấy, tuy nhiên là cái điểm trừ lớn nhất ở trên các cái cổng kết nối của cái dòng này các bạn biết là gì không ạ? Đấy là nó không có cổng Type-C, các bạn chú ý nhé, không có cổng Type-C. Ở thời điểm này là mình thấy là rất là thiệt thòi đối với cả cái mẫu laptop này rồi. Đấy. Còn khi mà mình lật cái mặt sau này lên ý, thì chúng ta sẽ thấy một số các cái thông tin khác nữa, ví dụ như là hệ thống tản nhiệt ở đây này. Đó. Chúng ta sẽ có loa ngoài là loa kép, có loa kép luôn. Đấy, tuy nhiên là cái chất lượng loa ở đây mình để ra mức độ trung bình thôi. Khi mà mình bật max volume lên thì nó vẫn sẽ có hiện tượng hơi bị rè rè một chút. Còn âm lượng thì ở mức độ ổn, đủ để chúng ta có thể nghe. Còn âm bass thì gần như là không có. Đấy, còn mình cũng nói luôn đấy là nếu mà chúng ta muốn nghe hay thì các bạn nên kết nối với một cái mẫu loa Bluetooth, hoặc là chúng ta sẽ sử dụng rắc cắm tai nghe 3.5. Cái sòng này thì có 3.5, có rắc tai nghe 3.5. Chúng ta mua những loại tai nghe đắt tiền chúng ta nghe nó sẽ sướng thôi. Chứ còn bảo là bây giờ mà thưởng thức âm nhạc ở trên một cái mẫu laptop thì là không. Đấy, mình nói luôn, kể cả tivi mà mình đang review này này, tivi tầm khoảng 40-50 triệu loa còn chả ra gì, nó không chỉ là loa của laptop, đúng là mình nghĩ là chúng ta không nên quá kỳ vọng vào loa của laptop đâu. Với 4 cái chấu cao su ở đây thì ngoài cái việc là chúng ta có thể để cái máy này lên trên bàn nó rất là chắc chắn như này, thì nó cũng sẽ giúp cho cái phần loa cũng như là cái phần tản nhiệt này nó được tốt hơn. Loa nó có thể thoát được tiếng ra, cũng như là phần tản nhiệt này nó có thể thoát được nhiệt ra. Đấy, thì nó cũng là cái tác dụng của 4 cái nút cao su ở đây. Đấy, còn ở đây là các cái con ốc để chúng ta có thể tháo ra khi mà chúng ta sửa chữa thì về cơ bản laptop mình thấy là sửa chữa nó rất là dễ dàng thôi. Bây giờ mình sẽ thử test thử nhá, để xem là nó có lật lên được như cái laptop của mình hay không. Đấy, gần được các bạn ạ, nó chỉ kênh một tí lên thôi này, các bạn nhìn này, nhìn thử nhá, nhìn này, mở bằng một tay này, ôi giời ơi, được cái chứ, ui, này bất ngờ chưa này. Này nhá, đóng hẳn chỗ này, ấn mạnh đóng hẳn xuống nhá, các bạn bảo là kênh lên tí này. Chỗ này nó sẽ có một cái chấu để chúng ta kéo lên này. Ai giời ơi, hợp lý không các bạn? Rồi, tiếp tục nữa nào. Đây, mình sẽ mở sáng màn hình lên để cho các bạn xem. Về màn hình ý, thì cái sản phẩm của chúng ta nó sẽ có màn hình với kích thước là 15,6 inch, là một kích thước đủ dùng rồi, độ phân giải là Full HD+, độ phân giải cũng ở mức độ cơ bản, đủ tốt. Và cái màn hình này thì nó cũng sẽ có một cái lớp phủ chống lóa ở bên ngoài nữa này, để ví dụ như là chúng ta có ra ngoài trời hay là ví dụ trong phòng của mình có đèn đóm rất là nhiều thì cái màn hình này nó cũng sẽ không bị lóa. Tuy nhiên màn hình này thì nó sẽ có một số những điểm trừ như này này. Cái tấm nền LCD nhưng mà cái góc nhìn thì rất là tệ. Mình rất là tệ luôn. Bởi vì sao? Bởi vì là khi mình nhìn từ trên xuống như này nó sẽ bị cháy hình, hay là mình nhìn từ dưới lên như này này, đấy, hình ảnh nó sẽ bị cháy nha các bạn nhé, nó sẽ bị cháy, nó bị sai màu hoàn toàn. Nó giống như kiểu là các bạn sử dụng điện thoại xong bạn dán một cái miếng dán cường lực theo cái kiểu là chống nhìn trộm lên ấy, đấy, kiểu như thế, nó giống hệt kiểu như thế. Thì mình sẽ cảm thấy là nó không được đẹp. Và tiếp tục nữa là cái độ sáng của cái màn hình này thì nó sẽ không được cao. Các bạn thấy không ạ? Độ sáng sẽ không được cao đâu. Nó sẽ đủ dùng cho chúng ta trong quá trình chúng ta làm việc ở bên trong nhà thôi. Chứ còn bảo là bây giờ nếu mà ra quán cà phê mà theo kiểu dạng cà phê ngoài trời thì chúng ta sẽ cảm thấy là nó sẽ tương đối tối đấy. Đấy là đối với cái màn hình này. Còn về độ phân giải này, kích thước màn hình thì là ổn. Đấy, còn những điểm trừ nào đấy thì mình cũng nói luôn, chứ không có điểm gì phải giấu giếm cả. Rồi, tiếp tục nào, chúng ta sẽ nói về phần cấu hình thì sao? Cấu hình thì cái mẫu laptop này sẽ chạy con chip Core i3 thế hệ thứ 11. Về cơ bản là với các cái tác vụ thông thường sử dụng Word, Excel xong rồi tác vụ học tập thứ rất ổn, không có điểm gì phải lăn tăn cả. Còn chơi game ấy thì mình thấy là chơi game, những tựa game nhiều là Liên Quân, Liên Minh hay là LOL thì vẫn có thể đáp ứng được ở các cái mức độ cơ bản. Đấy, admin Kha thì cũng sẽ có những video mà sẽ test game kỹ hơn ở trên cái mẫu laptop này. Hiện tại thì mình có tham khảo là cái phiên bản 256GB nó rơi khoảng dưới 12 triệu. Còn cái phiên bản 512GB thì sau khi trừ đi hết quà tại Hoàng Hà Mobile thì nó sẽ loanh quanh tầm khoảng 13 triệu 8, 13 triệu 9. Thì đây là một mức giá cũng rất là hợp lý dành cho cái phiên bản 512GB, một cái bộ nhớ trong SD mà cũng tương đối thoải mái để người ta sử dụng. Tất nhiên đấy là SD rồi nha, chứ không phải là HDD đâu. Đấy, có SD luôn. Còn về pin ý, thì theo công bố nhà sản xuất cái mẫu laptop này sẽ có viên pin là 46Wh. và có thể sử dụng được trong khoảng 10 tiếng làm việc. Thế tuy nhiên là bản thân mình khi mình sử dụng ấy thì nó được tầm khoảng 5 đến 6 tiếng thôi, bởi vì là mình cũng để độ sáng cũng tương đối cao. Mình nói thật là màn hình nó không phải là đến mức độ quá sáng nên thành ra là mình cũng hay để mắc độ sáng lên để nhìn cho nó thoải mái. Đấy thì mình sử dụng được khoảng 5 đến 6 tiếng. Nghĩa là mình sử dụng được bao nhiêu thì mình nói bấy nhiêu thôi. Nhưng mà bù lại thì cái sạc của nó rất là nhanh. Đấy, đúng như công bố nhà xuất, 5% pin chỉ trong vòng khoảng 33 phút thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn sạc đầy pin của cái sạc này thì chúng ta sẽ phải mất tầm khoảng 1 tiếng 20 phút mới sạc đầy pin. Nhưng mà như thế là mình thấy là cũng khá ổn đối với cả một cái mẫu laptop rồi. Về các yếu tố khác thì chúng ta sẽ có một cái camera selfie ở đây, hay gọi là webcam ấy, có thể quay được 720p để chúng ta có thể học tập online hay là gọi điện video call các thứ. Ở trên này chúng ta sẽ không có hỗ trợ đèn flash trợ sáng đâu nhé các bạn nhé. Ở đây mình cũng sẽ không nhìn thấy cái cảm biến vân tay các thứ đâu. Đấy. Còn Wi-Fi thì nó sẽ là Wi-Fi 5 chứ cũng chưa được là Wi-Fi 6 đâu. Còn hệ điều hành hiện tại là nó đang chạy Windows 11 rồi, thì cũng rất là mới rồi, cũng không có điểm gì phải lăn tăn cả. Và cái thời điểm đầu khi mà các bạn mua hàng cái sảo này tại Hoàng Hà Mobile ấy, thì các bạn sẽ nhận được rất là nhiều các cái quà tặng. Và tất nhiên các cái khuyến mại đi kèm các thứ như nào thì mình đã để hết ở phía dưới phần ghim comment cũng như là phần mô tả của video này rồi. Đấy, hôm nay thì cũng chỉ là một cái video mở hộp nhanh thôi, và mình cũng nói qua một số những cái trải nghiệm của mình xoay quanh sảo này trong một vài ngày sử dụng. Đấy, còn đánh giá thêm nữa, ví dụ như là viền màn hình như này thì cũng nhiều bạn nói là ở cái viền màn hình này nó khá là dày, nhưng mà cũng không thể đòi hỏi hơn được, bởi vì là đây là một cái mẫu laptop giá rẻ mà. Đấy, logo Redmi ở đây nhé. Cái phần chiếu nghỉ này thì rất là ổn luôn, thoải mái để cho mình để tay đây, nó cũng khá là rộng rãi. Phần touchpad này thì ngoài cái việc nhạy ra thì nó cũng khá là rộng để mình có thể thao tác rất là dễ dàng. Ưu nhược điểm thì mình cũng đã nói hết rồi. Đại loại là cái mẫu Redmi Book 15 inch này thì nó sẽ đáp ứng được một số các cái yêu cầu, đấy là cái thiết kế của nó, mặc dù chất liệu thì không phải là quá sang trọng, nhưng mà thiết kế là trông ổn này, thiết kế ổn, màn hình lớn, một cái thời lượng pin tương đối tốt, một cấu hình khá là đầy đủ, bộ nhớ trong cũng tương đối thoải mái nếu các bạn lựa chọn phiên bản bộ nhớ trong cao. Đấy, thì nó sẽ dành cho những bạn nào như vậy. Còn tất nhiên những điểm trừ thì chúng ta phải chấp nhận, bởi vì giá nó cũng không phải là cao mà, đúng nào. Các bạn cảm thấy sao về cái mẫu Redmi Book 15 inch này? Xin hãy để lại comment ở phía dưới video để cho mình biết nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hôm sau các bạn muốn mình đánh giá về mẫu laptop nào nữa thì hãy comment cho mình biết, mình sẽ đánh giá rất là rõ ràng, chỉ cho tất cả những ưu nhược điểm giống như video ngày hôm nay. Bye bye.